Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày mùng 7 tháng 5 năm 2023, theo ghi nhận giá heo hơi trên cả 3 miền tiếp tục biến động tăng nhẹ. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Cụ thể, tại tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên giá heo hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng 1 kg lên mức 53.000 đồng chuột kg và 54.000 đồng chuột kg. Trong khi đó giá heo tỉnh Bắc Giang lại giảm 1.000 đồng chuột kg xuống 53.000 đồng 1 kg các địa phương còn lại không thay đổi. Tại Hà Nội, Thái Bình được thu mua với mức 53.000 đồng chốt kg. Còn tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định giá heo hơi ở mức thấp hơn 52.000 đồng chốt kg. Như vậy, giá heo hơi tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Tại huyện Yên Mô Ninh Bình, kể từ khi ổ dịch tả heo châu Phi được phát hiện tại xã Yên Hưng từ ngày 30 tháng 3, đến nay dịch đã lây lan ra 9 xã khác của huyện Yên Mô với 185 con heo phải tiêu hủy với tổng trọng lượng 12,7 tấn. Anh Nguyễn Văn Chính cho biết, gia đình anh có 12 con heo thịt chuẩn bị xuất chuồng thì tự nhiên lan đùng ra chết. Khi chính quyền địa phương và ngành chức năng đến kiểm tra thì xác định heo bị mắc dịch tả heo châu Phi nên phải tiêu hủy toàn bộ. Đây không phải lần đầu tiên gia đình tôi có heo mắc dịch tả heo châu Phi phải tiêu hủy. Nhìn đàn heo sắp đến ngày xuất chuồng phải mang đi tiêu hủy hết thật đau xót. Tương tự, Gia đình anh Nguyễn Văn Cao xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, Ninh Bình cho biết, sau một thời gian dịch tả heo châu Phi được kiểm soát, gia đình anh đã đầu tư tái đàn để chăn nuôi lại. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng, khi đàn heo sắp đến ngày xuất chuồng thì bỗng nhiên mắc dịch phải tiêu hủy hết. Sau nhiều lần phải tiêu hủy heo do mắc dịch tả heo châu Phi vợ chồng tôi cũng nản, chuồng trại bỏ không. Đầu năm 2023, thấy tình hình dịch có vẻ lắng xuống vợ chồng tôi vay mượn đầu tư tái đàn và chăn nuôi hơn 40 con heo thịt chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là xuất chuồng. Bỗng nhiên có một số con bò ăn và hai ngày sau thì lăn đùng ra chết vậy là cả đàn phải tiêu hủy vì chính quyền và các hành chức đang xác định đàn heo nhà tôi bị mắc dịch tả heo châu Phi Anh cao cho hay. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, toàn miền có duy nhất tỉnh Quảng Ngãi giá heo hơi tăng 1.000 đồng 1 kg lên 54.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi được thu mua với mức 54.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắc, Thanh Hóa, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận giá heo ở mức 52.000 đến 53.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 52.000 đến 54.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Cụ thể, tại tỉnh Sóc Trăng giá heo hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tại thủ phủ chất nuôi Đồng Nai, Bà Diệm Vũng Tàu, Long An giá heo hơi ở mức 54.000 đến 55.000 đồng kg. Tại tỉnh Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu được thu mua với mức 52.000 đến 53.000 đồng một kg. Như vậy, giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng từ 52.000 đến 55.000 đồng chốt kg. Vừa qua, Tri Cục chăn Nuôi và thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát giết bổ động vật trên địa bàn tỉnh năm 2023. Các cán bộ thú y cơ sở thuộc 83 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được thông tin về kết quả hoạt động chăn nuôi, thú y năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ổn định, chỉ ghi nhận các trường hợp động vật mắc bệnh dịch tả heo châu phi và viêm da nổi cục tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và được xử lý rất điểm. Bên cạnh đó, hệ thống thú y các cấp của tỉnh được tổ chức hoàn chỉnh và xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, đóng góp tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh, phát triển bền vững ngành chăn nuôi. Bình Định có lợi thế về nguồn heo giống. Hiện, tổng đàn heo trên địa bàn Bình Định gần 664.000 con, tăng 0,8% so cùng kỳ 2022. Theo chương trình hành động của tỉnh ủy Bình Định về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, đến năm 2025 Bình Định sẽ tăng tổng đàn heo lên 1,1 triệu con, trong đó heo nuôi trong trang trại áp dụng công nghệ cao chiếm 22%. Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Bình Định, tỉnh này có điều kiện lớn để tăng trưởng đàn heo nhờ chủ động con giống chất lượng cao. Hiện, trên địa bàn tỉnh đang có 14 cơ sở chuyên sản xuất con giống heo thương phẩm lượng giống đủ cung ứng cho các cơ sở chăn nuôi heo thịt trên địa bàn. Cũng theo ông Diệp, hiện ở Bình Định có nhiều mô hình liên kết nuôi heo thịt giữa doanh nghiệp và nông dân. Doanh nghiệp cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Trong khi đó, nông dân nuôi heo gia công cho doanh nghiệp lo đầu tư xây dựng chuồng trại, đáp ứng quy trình nuôi heo áp dụng công nghệ cao gồm chuồng lạnh, hệ thống cho ăn tự động, kiểm soát nhiệt độ. Theo ông Lương Đức Kiên, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y, Trước đó giá heo hơi giảm sâu là do thị trường tiêu thụ giảm, sản phẩm chủ yếu bán trong nước vì không đủ điều kiện xuất khẩu. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế dẫn đến nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, công nhân nghỉ việc, đồng nghĩa với hàng loạt bếp ăn tập thể không còn duy trì số lượng xuất ăn như trước. Nhận định tháng 5 thị trường tiêu thụ heo sẽ thuận lợi hơn do các hoạt động kinh tế xã hội phục hồi tích cực, du lịch hè sôi động. Hiện tại, để giảm bớt chi phí, ông Lương Đức Kiên khuyến cáo người nuôi heo điều tiết đàn hợp lý, loại thải những con yếu kém chủ động tìm kiếm các nguồn nguyên liệu khác để phối chế, tự chế thức ăn chăn nuôi. Về lâu dài, các hộ, chủ trang trại nên tham gia liên kết vào những chuỗi khép kín từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ở tầm vĩ mô, ông Kiên đề xuất nhà nước tạo điều kiện để xây dựng các kho dự trữ mặt hàng thịt heo như một số nước đã thực hiện nhằm điều tiết, bình ổn thị trường, tránh trường hợp cán cân cung cầu bị mất cân bằng quá lớn. Thông tin trên chính phủ, ngành nông nghiệp cũng chỉ ra rằng phát triển được lĩnh vực trong giai đoạn khó khăn của kinh tế hiện nay cũng cho thấy sứ mệnh của ngành nông nghiệp không chỉ giải quyết vấn đề tăng trưởng mà còn mang tính chất bao trùm cho hàng chục triệu nông dân và cư dân ở nông thôn với hàng chục triệu lao động ở khu vực nông nghiệp, dịch vụ. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng dù lượng thịt và phụ phẩm ăn được nhập khẩu về chiếm tỷ lệ không nhiều so với tổng sản lượng thịt nội địa, Song trong lúc nguồn cung đang dồi dào, còn nhu cầu tiêu thụ lại giảm mạnh nên hàng nhập vẫn ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi của nước ta. Chưa xét về chất lượng, chỉ xét về giá có thể nhìn ra ngay mặt hàng thịt heo, gà, bò nội địa không thể cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Ông nói. Với chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, để có lãi thì giá bán heo hơi phải trên 55.000 đồng vượt kg. Thế nhưng hiện nay giá heo bán ra chỉ hơn 48.000 đồng kg. Với mức này người chăn nuôi lỗ hơn 500.000 đến gần 1 triệu đồng mỗi con heo. Về vấn đề chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến người nuôi heo gặp khó khăn, Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước hiện mới đáp ứng được 35%, còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong khi đó, giá nguyên liệu nhập khẩu như bắp, lúa mì, đậu, tăng, đẩy giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, đứt gãy chuỗi cung ứng, cho nên giá nguyên liệu đầu vào và thức ăn chăn nuôi tăng. Chính vì vậy mà giá thành chăn nuôi cũng tăng lên. Nông hộ nuôi cầm chừng chờ giá heo tăng. Giá heo hơi đã chứng lại sau khi tăng được vài nghìn đồng vào thời điểm dịp Tết. Diễn biến này cho thấy giá heo hơi vẫn chưa có nhiều động lực để hồi phục. Trong cơn trượt giá kéo dài của thị trường heo hơi thì Bạc Liêu vẫn là một trong những tỉnh có giá thu mua cao nhất trong khu vực. Hiện tại giá heo hơi được thương lái mua tại chuồng là 54.000 đồng một kg. Không chỉ giá thu mua xuống thấp, người nuôi heo còn đối mặt với việc giảm cả đầu ra do thị trường tiêu thụ thịt heo có phần trầm lắng từ dịp đầu năm đến nay. Một số hộ chăn nuôi vẫn cố hồng gánh giữa đàn với hy vọng sẽ có bước nhảy vọt về giá sau thời gian giảm sâu. Ông Trương Minh Hoàng ấp kế phòng, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình chia sẻ, giá heo hơi hiện xuất bán cũng chỉ huề vốn, con bỏ chuồng trống thì tiếc nên giờ tôi chỉ nuôi cầm chừng chờ giá tăng. Nếu giá cứ bấp bênh vậy hoài thì không biết người nuôi heo như gia đình tôi còn bám trụ được đến khi nào. Chăn nuôi heo ở Bạc Liêu chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, trang trại nhỏ. Chăn nuôi nông hộ lại yếu thế cạnh tranh hơn so với trang trại nhỏ có tham gia vào chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Giá heo hơi giảm, nhiều hộ treo chuồng không tái đàn, hộ tái đàn thì nuôi với số lượng ít, có hộ lại chọn giải pháp nuôi cầm chừng lượng heo đang sẵn trong chuồng để chờ giá. Kéo theo đó là giá heo giống cũng giảm theo, làm người nuôi heo giống cũng lo lắng lâm vào cảnh khó khăn, thua lỗ. Mức giá thấp kéo dài, chi phí chăn nuôi lại cao nên dù đặt năng suất nhưng người nuôi vẫn không có lãi. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi vẫn nỗ lực duy trì đàn heo với hy vọng giá phục hồi trở lại, đồng thời tránh việc gián đoạn nguồn cung thịt heo cho thị trường trong tỉnh Bạc Liêu. Giá heo hơi đã chững lại sau khi tăng được vài ngàn đồng ruột kg vào thời điểm dịp Tết Thanh Minh. Diễn biến này cho thấy giá heo hơi vẫn chưa có nhiều động lực để hồi phục. Trong cơn trượt giá kéo dài của thị trường heo hơi thì Bạc Liêu vẫn là một trong những tỉnh có giá thu mua cao nhất trong khu vực. Hiện tại giá heo hơi được thương lái mua tại chuồng là 54.000 đồng 1 kg. Thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Thời gian qua, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp địa phương. Do đó, năm 2023, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 5,5 đến 6%, trong đó đề cao việc phát triển trong ngành theo chuỗi giá trị. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, 5 năm trở lại đây, ngành nông nghiệp tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Năm 2022, tăng trưởng 5,02%, đạt 19,9 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 38,62% cơ cấu kinh tế. Ngành chăn nuôi của tỉnh đã từng bước phát triển, khẳng định được vị trí và đóng vai trò quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp. Chuyên gia Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, nguyên chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội cho rằng với giá heo hơi hiện nay vẫn chưa đảm bảo mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi vì các chi phí cho đầu tư trang trại, thức ăn chăn nuôi quá lớn. Đó là những lý do khiến người chăn nuôi không mặn mà tái đàn. Tình trạng này cảnh báo nguy cơ khủng hoảng thiếu và giá thịt heo có thể tăng mạnh từ khoảng tháng 8 đến hết năm 2023. Để tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, phấn đấu khôi phục tổng đàn heo trong năm 2023, các địa phương cần phải có giải pháp thích ứng duy trì chăn nuôi ổn định, hiệu quả. Trước hết, theo các chuyên gia về chăn nuôi là phải tăng cường công tác tuyên truyền đến hộ, các trang trại, nông trại thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng con giống có nguồn gốc, chất lượng tốt và chỉ tái đàn khi an toàn dịch bệnh. Theo các cơ quan quản lý cho hay dù chăn nuôi quy mô nông hộ, nhỏ lẻ đã giảm nhiều do những tác động bất lợi như giá cả thị trường bấp bênh, dịch bệnh nhưng nhìn chung hiện nay vẫn còn chiếm đa số. Dưới tác động của thị trường, nông dân sẽ dễ dàng bị tổn thương và không thể cầm cự lâu dài. Trong kịch bản cơ sở giá heo năm 2023 ở mức 59.000 đồng ruột kg, tăng 5% so với năm 2022 nhờ việc Trung Quốc phục hồi kinh tế. Giá heo nước này đi lên có thể ảnh hưởng một phần thị trường heo Việt Nam. Ngoài ra, nguồn cung từ các hộ chăn nuôi giảm cũng sẽ tác động đến giá heo những quý tiếp theo. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 7 tháng 5 năm 2023 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo